Chào tất cả mọi người quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Công nha. Hôm nay bác Công sẽ nói đến một cái căn bệnh rất thường gặp ở trẻ em là bệnh viêm tai giữa cấp. Thì cái căn bệnh này nó phổ biến và thời điểm hiện tại thì bác Công thấy là đang có cái tình trạng lạm dụng chẩn đoán cũng như là lạm dụng điều trị, tức là điều trị kháng sinh cho những trường hợp mà viêm tai giữa ứ dịch ấy, không phải viêm tai giữa cấp. Có những em bé mà nó điều trị cả tháng trời, cứ hết đợt này cứ 10 ngày kháng sinh, sau đó đi so bảo là trong tai vẫn còn dịch, lại uống kháng sinh tiếp mà không biết uống đến bao giờ. Thì hôm nay bác Công sẽ là cái tiêu đề chủ đề gọi là viêm tai giữa ở trẻ em. Thì mục đích chính của bài ngày hôm nay là bác Công muốn giúp cho các phụ huynh mình phân biệt được hai cái bệnh, hai cái khái niệm, đó là gì? Viêm tai giữa ứ dịch, viết tắt là OME, và viêm tai giữa cấp tính, viết tắt là AOM. Viêm tai giữa cấp tính nghĩa là acute otitis media, còn viêm tai giữa ứ dịch nghĩa là otitis media effusion. Thì nó có những cái sự khác biệt như sau. Thì đầu tiên á, cái bệnh mà gọi là viêm tai giữa ứ dịch ý, thì nó chỉ đơn thuần là có dịch trong tai giữa, nhưng mà trong cái dịch đó không có vi trùng. Còn bệnh viêm tai giữa cấp tính á, thì là gì? Có nhiễm trùng ở trong tai giữa. Thế thì về mặt bản chất giữa hai bệnh này nó khác nhau như thế là mình cũng biết được là nó khác biệt trong điều trị rồi. Bởi vì nếu mà có nhiễm trùng ở trong tai giữa này á, thì mình vẫn có cách điều trị, có thể là bằng kháng sinh hoặc là không kháng sinh. Và viêm tai giữa ứ dịch thì tức là không có vi trùng ở trong tai giữa thì không có lý do gì để điều trị kháng sinh cả. Đấy là sự khác biệt cơ bản về mặt bản chất. Sự khác biệt thứ hai nữa đó là gì? Viêm tai giữa cấp tính á, thì cái màng nhĩ của nó khi mà soi lên á, thì nó phải bị phồng. Tuyệt đại đa số là màng nhĩ phải căng phồng. Còn trong viêm tai giữa ứ dịch thì màng nhĩ nó sẽ bị lõm hoặc là cái vị trí của nó là ở cái vị trí bình thường. Sự khác biệt thứ ba nữa của viêm tai giữa cấp tính với viêm tai giữa ứ dịch là gì? Trong viêm tai giữa ứ dịch á, là mình soi vô mình sẽ thấy là có cái thanh dịch, tức là dịch trong hoặc là dịch hơi vàng chanh ở phía sau của màng nhĩ. Còn trong bệnh viêm tai giữa cấp tính là mình sẽ thấy có mủ hoặc có dịch đục ở phía sau của màng nhĩ. Điểm khác biệt thứ 4 giữa viêm tai giữa cấp tính và viêm tai giữa ứ dịch là gì? Điểm khác biệt thứ 4 là gì? Đối với viêm tai giữa cấp thì nó sẽ gì? Có dấu hiệu viêm cấp. Có dấu hiệu viêm cấp ở đây bao gồm có chuyện là gì? Sốt, đau tai này, rồi màng nhĩ bị đỏ. Còn trong viêm tai giữa ứ dịch thì sẽ không có dấu hiệu viêm cấp đó, bé sẽ không đau tai, bé cũng không sốt, màng nhĩ cũng không có đỏ rực lên. Rồi, dấu hiệu khác biệt thứ 5 giữa viêm tai giữa cấp tính và viêm tai giữa ứ dịch là gì nè? Đối với viêm tai giữa cấp á, thì mình có chỉ định điều trị bằng kháng sinh trong những trường hợp, một số trường hợp nhất định. Còn trong viêm tai giữa ứ dịch là không có chỉ định điều trị. Đây, cái điểm thứ 5 này là cái điểm bác Công muốn nhấn mạnh, là sự khác biệt giữa hai loại viêm tai giữa này. Đối với viêm tai giữa ứ dịch là không có chỉ định điều trị bằng kháng sinh hay bất kỳ một thuốc gì khác. Còn viêm tai giữa cấp tính này thì sẽ có những trường hợp phải điều trị bằng kháng sinh và có những trường hợp mình có thể theo dõi được. Cái đó một chút bác Công sẽ nói trong cái phần sau. Mà còn viêm tai giữa có một điểm khác biệt nữa là trong viêm tai giữa cấp tính nó có thể dẫn đến lủng màng nhĩ và chảy mủ tai ra ngoài. Và trong viêm tai giữa ứ dịch này thì thường nó không có lủng màng nhĩ, nó không có chảy mủ tai. Thì qua cái 6 cái điểm khác biệt này là mình đã thấy là đây là hai cái mình phải phân biệt với nhau. À, bởi vì cái điều trị của nó rất khác nhau. Một bên cái chữ màu xanh này là không điều trị, còn cái bên cái chữ màu đỏ là viêm tai giữa cấp tính này là điều trị nhé. Còn điều trị như thế nào một chút bác sẽ nói. Cái chuyện chẩn đoán viêm tai giữa cấp tính đây á, thì nó yêu cầu phải có một trong ba tình huống này thì có thể chẩn đoán là viêm tai giữa cấp tính được. Tức là vì dấu hiệu số 2 nghĩa là khi soi vào mình thấy có màng nhĩ phồng căng thì có thể chẩn đoán viêm tai giữa được. Hoặc có dấu hiệu 3 cộng với dấu hiệu 4 nghĩa là gì? Mình thấy có dịch có mủ ở phía sau màng nhĩ kèm theo có dấu hiệu của hiện tượng viêm cấp tính như là màng nhĩ đỏ, em bé bị đau tai, em bé bị sốt, đó là chỉ có nguyên nhân khác. Hoặc tình huống nữa là em bé bị lủng màng nhĩ, mủ chảy ra ngoài ống tai thì mình có thể chẩn đoán là viêm tai giữa cấp tính, với điều kiện là mình phải làm sạch mủ ở ống tai và mình xoa vào mình thấy màng nhĩ có lỗ thủng. Nhắc lại, chẩn đoán viêm tai giữa cấp tính, một là thấy màng nhĩ căng phồng, hai là thấy gì, thấy có dịch có mủ ở phía sau màng nhĩ kèm theo cái phản ứng viêm như đau, như đỏ, như là sốt, và thứ ba nữa là thấy có màng nhĩ bị lủng và chảy mủ ra. Thì một trong ba tình huống này được phép chẩn đoán là viêm tai giữa cấp tính.
Và khi đã có chẩn đoán chắc chắn là viêm tay giữa cấp tính rồi thì mình mới bắt đầu cân nhắc đến yếu tố là điều trị hay là không điều trị nhá. Bạn nên nhớ này, nhiễm trùng tay giữa cấp tính thì nó trong cái nhiễm trùng đó nó có thể là những siêu vi hoặc có thể là những vi khuẩn, thì tùy vào cái tác nhân mà mình nghĩ tới, tùy vào cái lứa tuổi mà mình nghĩ tới là mình quyết định điều trị hay không. Thì bây giờ sau phần thứ hai, bác con sẽ nói sơ về cái phần mà điều trị viêm tay giữa cấp tính. Còn viêm tay giữa ứ dịch này, mọi người nên nhớ rằng là cái dịch trong tay giữa nó có thể tồn tại đến 3 tháng trời. Bạn cứ khám, cứ soi lúc nào nó có dịch hết rồi cứ uống kháng sinh liên tục là một cái điều rất phi lý. Và đấy là cái thực trạng hiện nay đó. Cứ đi khám, soi vô là được khám là viêm tay. Viêm tay giữa và là uống kháng sinh thôi. Rồi bây giờ điều trị viêm tay giữa cấp tính nhỉ. Nói về điều trị viêm tay giữa cấp tính. Nhắc lại này, viêm tay giữa cấp tính viết tắt là AOM thì nó được chẩn đoán trong một trong ba tình huống. Tình huống thứ nhất là màng nhĩ căng phồng chưa, hoặc là mình thấy có dịch ở phía sau màng nhĩ kèm theo em bé có những cái phản ứng viêm cấp như là đau tai thì đôi khi có thể lẫn lộn là em bé nó bị đau đầu hoặc là em bé nó bị đau họng, là màng nhĩ đỏ này thì đôi khi có thể là em bé khóc hoặc em bé sốt cao màng nhĩ nó cũng đỏ. Rồi cái thứ ba đó là gì, em bé có biểu hiện là sốt đấy. Còn tình huống thứ ba là mình xác định là màng nhĩ bị lủng và có mủ chảy ra thì mình cũng được chẩn đoán là viêm tay giữa cấp. Rồi khi đã có chẩn đoán là viêm tay giữa cấp rồi thì mình sẽ điều trị như thế nào? Thì điều trị á, nó phân loại là theo lứa tuổi và theo mức độ nặng nhẹ viêm tay giữa cấp. Acute obstetric media đối với trẻ dưới 6 tháng, nhỏ hơn hoặc bằng 6 tháng cứ đủ tiêu chuẩn chẩn đoán viêm tay giữa cấp là bắt buộc điều trị kháng sinh không có lồi cồn chưa. Đó, đối với trẻ từ 6 tháng cho đến 2 tuổi mà đủ tiêu chuẩn chẩn đoán viêm tay giữa cấp thì người ta chia ra là gì, đối với những trường hợp mà bị một tai rồi nhẹ thôi, sốt dưới 39 độ, rồi em bé đau ít hoặc là không đau, đau ít thì những cái trường hợp này cân nhắc có thể theo dõi, có thể theo dõi mà không cần dùng kháng sinh. Cái trường hợp thứ hai á là người ta điều trị kháng sinh ngay. Nhưng lưu ý cái tình huống này một tí là đa số những em bé mà từ 6 tháng đến 2 tuổi ấy, dù là viêm tay giữa nhẹ, một tai, sốt nhẹ, đau ít thôi, nhưng mà nếu mình theo dõi đa số cũng sẽ thất bại và vẫn phải chuyển sang điều trị kháng sinh. Cho nên nếu như mình không muốn đau đầu thì đối với trẻ dưới, nhớ còn một câu là đối với trẻ dưới 2 tuổi điều trị kháng sinh luôn cho đỡ phải lăn tăn, được chưa? Còn đối với viêm tay giữa mà ở trẻ trên 2 tuổi thì mình phải chia ra là viêm tay giữa cấp nhẹ và viêm tay giữa nặng nha. Viêm tay nhẹ này thì là thường mình định nghĩa là em bé bị viêm một bên tai thôi nha. Giờ nói là mình đối với trẻ trên 2 tuổi nha. Trẻ hai trên 2 tuổi mà viêm nhẹ, nhẹ ở đây là gì, gồm có gì, sốt dưới 39 độ này, đau ít nè đấy, rồi bị một bên tai, thì những tình huống này là chúng ta sẽ theo dõi nhá, theo dõi chứ không dùng kháng sinh ngay, theo dõi 48 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng, và chúng ta chỉ dùng những cái thuốc giảm đau thông thường như là Apacol rồi ibuprofen, hoặc là một số trường hợp có thể dùng cái thuốc giảm đau tại chỗ là có thuốc tê đó, Otipap chẳng hạn, nhỏ vào tai đó. Thì nhưng mà ông nhớ là nhỏ tai chỉ dùng khi mà cái màng nhĩ nó chưa lủng thôi nha. Thì đại đa số phải 50-60% những em bé này là tự khỏi, không cần dùng kháng sinh, né được một đợt kháng sinh. Còn đối với những em bạn trên 2 tuổi mà viêm tay giữa nặng là ngược lại cái trước này, nghĩa là nó có những cơn sốt trên 39 độ này,
nó đau nhiều dữ dội, quấy khóc em bé rất là mệt mỏi phờ phạc, em bé bị viêm cả hai bên tai. Nhưng em bé này thì điều trị kháng sinh này chưa hả, nhưng em bé bị nhẹ khi mình theo dõi 48 giờ 50-60% là thành công, em bé không cần dùng đến kháng sinh, còn tỷ lệ còn lại là thất bại, nghĩa là trong thời gian mình theo dõi là em bé bị sốt tai, em bé bị đau tai, em bé bị chảy tai, hoặc là nó không có nặng lên nhưng mà nó kéo dài dai dẳng qua 48 tiếng mà thì cái triệu chứng nó không bớt thì lúc đó mình cũng chuyển sang điều trị kháng sinh. Nhắc lại, trẻ dưới 2 tuổi thì nên điều trị kháng sinh nhanh, trẻ trên 2 tuổi thì phân ra là viêm tai giữa nhẹ và viêm tai giữa cấp nặng. Viêm tai giữa cấp nhẹ tức là viêm một bên tai sốt dưới 39 độ không có đau nhiều thì mình sẽ dùng thuốc giảm đau để điều trị và theo dõi 48 tiếng, nếu sau 48 tiếng tình trạng không thuyên giảm hoặc trong vòng 48 tiếng đó em bé nặng lên sẽ điều trị kháng sinh. Còn trẻ với viêm trên 2 tuổi, viêm tai giữa cấp nặng tức là viêm hai bên tai sốt cao, nở đẫn, vẻ mặt nhiễm độc vân vân, đau tai dữ dội thì mình sẽ dùng kháng sinh ngay. Thì kháng sinh mình dùng là cái gì? Đầu tay mình vẫn dùng là kháng sinh amoxicillin nhé, hoặc là amoxicillin cộng với clavulanic. Nếu như trong vòng 31 tháng vừa qua em bé có sử dụng kháng sinh rồi thì mình sẽ dùng cái dạng phối hợp này, còn không thì mình dùng amoxicillin đơn thuần cũng được. Cái liều rất là cao, liều bằng liều viêm phổi là liều 90mg trên kg một ngày, chia làm 2 đến 3 lần trong ngày. Thời gian uống thuốc đối với trẻ dưới 2 tuổi là 10 ngày, xin lỗi 10 ngày. Trẻ lớn hơn bằng 2 tuổi thì mình sẽ dùng độ khoảng 5 đến 7 ngày. Đối với những trường hợp mà chưa chảy mũ tai, chưa chảy mũ, và 10 ngày nếu đã chảy mũ. Rồi bác không nhắc lại là điều trị kháng sinh đầu tay mình sẽ sử dụng amoxicillin hoặc amoxicillin phối hợp với clavulanic, nghĩa là cái loại viên dược nổi tiếng của nó là augmentin đấy, nha, liều rất cao 90mg 1kg một ngày. Dưới 2 tuổi uống 10 ngày, trên 2 tuổi uống 5 đến 7 ngày nếu chưa lục màng nhĩ, uống 10 ngày nếu đã lục màng nhĩ. Đó là cái điều trị ban đầu. Còn tất nhiên đối với những trường hợp mà kháng trị thất bại tái phát hoặc là dị ứng thuốc thì sẽ có những cái phác đồ chuyên sâu sau. Thì cái đó các bạn không cần nhớ. Không bàn đến một cái vấn đề nữa trước khi kết thúc cái video này, đó là vấn đề nhỏ tai. Nhỏ tai cần thiết hay không? Tức là thuốc nhỏ, bác không gặp rất nhiều các đơn thuốc chẳng đó là viêm tai giữa cấp màng nhĩ chưa lủng, cứ cho thuốc nhỏ tai, cứ cho kháng sinh nhỏ tai, ví dụ ciprofloxacin này, loxacin này, rồi fluconazole đặc biệt là ở ngoài miền Bắc, nizin là nhỏ tai. Nhưng mà theo khuyến cáo là đối với những trường hợp mà viêm tai giữa cấp tính, nha, viêm tai giữa cấp thì sẽ không điều trị thuốc nhỏ. AMOM sẽ không dùng kháng sinh để nhỏ tai. Chỉ trong cái giai đoạn mà đau rất là dữ dội, mà nghĩ căng phòng, em bé đau rất dữ dội thì mình có thể nhỏ những cái thuốc giảm đau tại chỗ mà nó có chứa thuốc tê, ví dụ như Otipat thì nhỏ để mà nó giảm đau tức thời, nhưng mà thực ra nó cũng không tốt bằng việc mình uống thuốc giảm đau nha. Đây là thuốc giảm đau lidocaine hoặc benzocaine. Em nhỏ vào tai thì nó có cái màng nhĩ nó đang căng, đang đau đó thì em bé nó có đau được một tí, chứ không nhỏ kháng sinh trong bệnh viêm tai giữa cấp. Chỉ có một cái chứng gọi là người ta gọi là viêm tai giữa mạn tính, tức là màng nhĩ nó lủng nhiều tháng rồi nó cứ chảy mũ tai dầm dề, viêm tai giữa mạn tính, hoặc là gì, viêm tai giữa mạn tính có kèm theo mà đặc ống thông đặc. Đó, không gọi ý. Đó. Thì những cái trường hợp này mình có chỉ định nó có thể dùng kháng sinh nhỏ tai. Còn những trường hợp mà viêm tai giữa cấp tính, kể cả chảy mũ hay là không chảy mũ, cũng không có chỉ định kháng sinh nhỏ tai. Xin nhớ chỗ này. Rồi, video đến đây là kết thúc. Nhắc nhẹ một cái ý nữa đó là gì? Thì đối với những khi mình có nên đi máy bay trong lúc mà em bé đang bị viêm tai giữa cấp tính hay không á, thì thường nếu mà mình đi máy bay lúc em bé lúc mà cái máy bay nó hạ cánh thì thường em bé nó bị đau tai, thì những cái lúc như vậy á, mình cân nhắc là mình có thể cho bé nó, đối với bé lớn thì khuyến khích em bé nó ngáp, đối với những bé nhỏ thì mình có thể cho bé nó ngay, những bé lớn thì còn khuyến khích nó ngáp này,
rồi nó làm những pháp passava này, rồi có thể cho nó nhai kẹo, nhai xinh gum. Còn đối với các bé nhỏ thì mình cho nó bú bình hoặc là ngậm ti dài để nó bú, nó sẽ bớt bị đau tai. Ok, như vậy là bác Phong đã nói xong những cái ý cơ bản nhất về viêm tai giữa. Hy vọng các mẹ nghe tin và có thể ghi chú lại những cái gì đó mà mình quan tâm. Nếu như có thắc mắc thì các bạn comment phía dưới video. Nhớ subscribe kênh và like cho bác nha. Bye bye mọi người.